Bạn đã lau miệng đúng cách hay chưa? Không biết bạn đã từng hỏi bản thân câu này chưa? Vì từ hành động nhỏ nhất cũng phản ánh sự hiểu biết về những quy tắc của bạn đang ở mức độ nào. Dù dùng giấy hay khăn ăn, cách lau miệng đúng khi bị dính bẩn không phải là quyền vô tội vạ, mà hãy nhẹ nhàng chấm từng chút một, nhất là với những quý cô không muốn son môi của mình trở nên nhem nhuốc. Ở trong một cuộc hẹn tại nhà hàng chẳng hạn, bạn không muốn mình mất điểm trong mắt đối phương đấy chứ. Lại nói tiếp về khăn ăn, đây không phải là vật dụng để dắt lên cổ như Mr. Bean đâu nhé. Nhiều người sợ rơi rớt bẩn quần áo, nhưng cẩn thận kiểu này thì thành hơi quá. Khăn ăn đúng ra được đặt trên đùi khi ta dùng bữa, gấp đôi theo chiều ngang, với phần mép gấp hướng ra ngoài, tiện lấy lên lau miệng như mình đã nói ở trên. Khi sử dụng, ta dùng mặt trong để chấm những vết bẩn trên miệng, rồi gấp lại và tiếp tục dùng bữa. Còn khi phải rời bàn tiệc nhưng sẽ còn quay lại, hãy đặt khăn trên ghế, báo hiệu với người phục vụ rằng đừng vội dọn đồ của tôi đi. Và khi đã xong xuôi, ta đặt khăn trên bàn, theo phía bên trái của hướng ta ngồi, cũng là một số điểm cần lưu ý đối với quy tắc dùng khăn trong bữa tiệc. Để nhớ được hết những quy tắc trên bàn tiệc, thực sự cần thời gian để học và thực hành. Nhưng không sao, chúng mình cùng cố gắng mỗi ngày nào, hoàn thiện bản thân và tuyệt vời hơn mỗi ngày. Đồng ý chứ các bạn?